Làm xa cách à. Ai ơi, em chưa thấy. Em là ai? Tôi không biết. Em đi ra đi. Anh đi mất tiếng cho đi. Trời ơi, em nhìn rõ tụi em thôi. Ăn mày bánh xôi. Trúng hô. Thầy ơi, vậy này thầy sao rồi thầy? Thầy cũng phấn đấu lên được hiệu trưởng rồi các em ạ. Em sao chú? Em sao anh? Cũng bình thường thôi thầy. Thầy biết cái tập đoàn mới mở bên này không? Tập đoàn Trúng Hô vậy hả? Đúng rồi. Và nó lớn lắm nha. Em là chủ tịch ở đó đó. Vậy hả? Vậy tổng thầy làm cái đấy. Các em có gì giúp đỡ thầy? Thầy yên tâm. Còn em sao? Em cũng bình thường ấy thầy. Em phục giúp mẹ dữ lắm. Mở chi nhánh bánh xôi toàn quốc hả thầy ơi? Không có gì hết trơn á. Ngày xưa tụi bay quậy lắm mà. Mà giờ là thành công thế này. Thầy là tự hào các em. Em kết thầy. Ngoài thầy ơi. Em có quà tặng thầy. Ừ, các em chu đáo quá. Không sao đâu thầy. Thầy đi hái thôi mà, không sao đâu. Ôi, con chờ vào tấm lòng mà. Mày làm ăn được nhiêu tiền á? Dạ. Làm ăn được bao nhiêu tiền? Dạ, có tỷ phán thôi. Thế vậy? Nhớ lại ngày xưa ấy. Em. Hôm nay thầy phải đi họp đột xuất trên sở. Các em ở lớp các em tự quản nhé. Bài tập thầy photo ở dưới rồi. Các em lên làm.
còn nữa. Dù cho có ở bất cứ nơi đâu thì những tình cảm gắn bó giữa thầy và trò sẽ mãi sống động, mãi mãi. You're my first love. Hello.